Xin chào mọi người. Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay bọn mình sẽ đi hồ màu hồng Bunga. Trên đường đi thì có hồ. Chỗ này là nó là màu vàng thôi, nhưng mà có những chỗ nó xen từ màu vàng, màu xanh và màu hồng. Hồng đầy luôn. Đường ra biển đi nha, anh cài ra nhá. À, ra hồ nhá. Đẹp không anh? Không ghế, không có chỗ để ngồi thôi. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay bọn mình đi chơi ở hồ Bunga. Đây là một trong những hồ màu hồng nổi tiếng ở Nam Úc. Đây là một trong những hồ thôi, chứ còn mình biết có một hồ khác đẹp hơn nữa. Nhưng mà hôm nay mình đi cái này rất đã. Hôm nay các bạn đi mất 1 tiếng 30 phút lái xe từ thành phố Adelaide. Thì đường cũng dễ đi lắm, chạy freeway đường 101. Thì lên đây thôi. Hôm nay bọn mình đi đúng ngày nắng. Đi hồ hồng lắm, tí là mình sẽ xem cảnh cảnh cho các bạn xem nhé. Đi chứ bạn. Bọn mình tí bạn mang hai cái ghế. Bạn ấy sẽ giải thích tại sao lại có sự màu hồng này nhá. Mình thì không rõ đâu, mình chỉ biết là muối thì sự hình thành của muối gì đó rồi. Ôi, mình đang đi trên cái muối này này. Nó đang ngon nắng lên, nó khô rồi đấy. Đẹp các bạn ạ, siêu đẹp luôn. Toàn máy ảnh chuyên dụng không ấy. Bọn mình không có máy ảnh đâu, bọn mình quay bằng điện thoại đấy. Muối này. Ủa, không biết. Muối này. Các bạn, muối. Muối này. Muối này. Đi lún luôn cả muối này. Ủa, không biết nó có ướt dày không. Ôi, nhưng mà nó khô rồi. Nghe yeah, các bạn nghe muối không? Muối này. Đó. Để đây đi. Ngồi đây nhá. Anh mới cầm cái đấy rồi. Cầm gì? Cầm cái nhân rồi. Ừ, thế làm sao mà ấy được. Đây. Ôi, muối này các bạn này. Mình sẽ nắm một nắm muối lên cho các bạn thấy nhé. Yeah. It's muối. Mình sẽ mang một cục muối tình yêu này về cho. Đến. Ê, mặn á. Mặn không? Yeah. Letting go, yeah, it isn't easy. Two hearts slowly breaking. Living the highs and lows, I'm keeping busy. Don't know if we're saving.
just stay with me if the world was ending. Chiều cô là mối là mà hồng ơi, ui lún lắm.